thiệt là sớm để nấu nấu cơm chay cúng rước ông bà. Cái này là chả chay được bó bằng tàu hủ ki nè mọi người. Này chấm sắc ra đặng một hồi chấm xào mì. Còn đây là mì căng chấm chả sắc ra để khìa nước tương. Rồi chuẩn bị đâu đó đàng hoàng hết trơn rồi, chuẩn bị nấu mọi người ơi. Nước cuốn vừa có chay vừa có mặn nữa cho nên là Trâm mới làm hai loại đồ chay với đồ mặn luôn đó mọi người. Cho vô miếng tương ớt, cho vô một muỗng đường, hai muỗng nước tương. Cho vô một tí nước nữa. Bên đây thì Trâm nấu canh chua bông cải, nấu canh chua chay bông cải với khóm với lên với bắp cải. Đang xào khoảng cuốn bì chay thơm quá. Sau cùng là Trâm sẽ cho vô miếng tiêu, á à, quên còn đậu phộng rang nữa mọi người ơi, phải cho vô miếng đậu phộng rang nữa. Nó xào nó ra nước mọi người, cho nên là để cho bì mình nó ráo rồi, cho nên là phải đổ cái vỏ lên cho nó bỏ nước lại. Trong thời gian chờ bì nó nguội thì bắt đầu đi trụng mì đang làm mì xào. Cho miếng hành phi vô. Bên đây chế nước vô. Bên kia xong thì quay lại ngược với thao bì. Bây giờ Trâm trộn đậu phộng vô rồi nè mọi người. Cô Quý thì chiên chả giò, Trâm thì cuốn bì chay. Cô Quý chiên chả giò mặn. Chả bò này là Trâm mua chả bò này Trâm mua, còn chả bong bóng ba tê kia là mẹ Trâm làm. Cái này là chả bong bóng mẹ Trâm làm nè. Có chỗ khi kêu chả ba tê, Trâm thì lúc kêu ba tê, lúc kêu chả bong bóng. Này mẹ Trâm mai bằng cọng chỉ nè mọi người. Cái vỏ ngoài này làm bằng cái bóng đáy của con heo á. Nó dẻ đừ luôn, mọi người thấy Trâm sắc nặng tay là biết nó dẻ cỡ nào đó. Mẹ Trâm dồn hết nội công trong cái chả này mà biểu. Là một trái tầm ký mốt ký hai này là bán vừa mọi người đó. Trời ơi chắc trái chả mà nó mệt dễ đừ luôn. Mẹ Trâm làm dai hơn của Bãi, Bãi Trâm cũng công nhận nữa mà. Bãi Trâm làm để ra ngoài gió hồi nó hơi bủng đó. Nhìn sắc con dao mà nó chì quá trời là biết nó dai cỡ nào rồi đó. Này làm một dĩa chả nữa cúng luôn. À cái này khoái nhất là tiêu bột. À Trâm khoái ăn tiêu lắm mọi người. Mẹ Trâm làm cứng nhắc nè. Cái vỏ ngoài này là bằng bóng đáy của con heo á, nên nó có độ giãn maximum. Dĩ đi Quý, lấy dĩa đi Quý. Bên đây có dĩa chả giò nữa nè. Trời có một mình Trâm mà. À còn múc thịt kho nữa Quý ơi, lấy cái hai cái tô nhỏ nhỏ múc thịt kho. Tổng cộng là 3 mâm chay, 2 mâm mặn là. Trâm cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, mọi người đã nấu được mâm cơm để cúng rước ông bà. Đây, chú Quý đang cúng. Quý đang ngoài trước. Đây, chú Quý đang bước vô, chú Quý từ từ bước vô. Đó. Năm nay để cho chú Quý cúng, chứ Trâm không có biết. Trâm thì phụ trách nấu đồ ăn, còn cậu Quý thì phụ trách cúng. Mỗi năm là 4 mâm, năm nay thêm cha nữa là 5 mâm. 3 mâm chay, 2 mâm mặn. Năm nay Tết cậu Quý chơi cái quả đầu kìa. Đầu không máu lửa gì, đầu không. Đầu không máu lửa, đời không nể. Trâm chỉ nấu thôi, Trâm sắt gọt nấu, còn Quý thì nó cúng. Ra đây ngồi. Ngồi tí. Quê hương Trâm đẹp lắm, những cây dừa. Thấy yên bình ghê không mọi người? Bên kia là nhà nội của Trâm.